năm nay học cái gì nhỉ? Học lớp 11 à? Lớp 10 trên kệ nó. Lớp 10 trên Hùng Vương. Trên kệ nó. Vâng anh ơi. Các bạn. Một cú trọng bậy. Bậy đúng rồi. Thật gió. Anh không biết khác cái gì đâu. Đúng rồi. Ôi rất đáng tiếc. Ôi đi mẹ. Rất điều xảo. Vâng. Sự mất người từ rất xó. Rồi bạn quyết định dùng 3CB và chơi một canh bạc. Đéo. Quyết định con đá như vậy định bình thường. Thôi thế thì đài mẹ rồi. Thế thì đài mẹ nó rồi. Còn là một tí như bóng đá. Ui. Ui. Liên tiếp là những bà hãm nhâm này. Quá nguy hiểm. Nãy giờ họ không thể lên bóng nổi tại vì chạy như một chiếc xe không lên nóc. Vâng, bàn thắng đầu tiên. Anh Dũng đài rồi, tôi đây nghỉ đây. Trời ơi, Nguyễn Anh đang tiêu hoa. Khá là chưa thể hiện được gì. Chết rồi. Một sai lầm của các thủ Bắc Sa mà không đá thế thì cũng đéo thì đá thế nào khác. Như là trước anh mới còn là trẻ con. Rõ ràng là phải, trong ba nơi có dâu đấy là nách trái, nách phải và chỗ đấy thì anh Nguyễn Anh chỉ có dâu ở hai nơi, đó là nách trái và chỗ đấy. Ôi đi rồi, Tuấn Anh ơi. Trận đấu có thể hay nhưng mà trọng tài có thể phá nát hết. Có đội dân chứng tỏ anh ấy còn thiếu nét đúng cho đôi trong máu. Vì like cho trận đấu được đá lại. Những người ủng hộ đá lại. Chắc có. Ủng đá lại. Ba kèo à? Vâng, là... Ben, anh lao lên, anh Ben làm gì? Ben làm gì? Yếu rồi. Rất kỳ. Để giữ gìn trong sạch của Pep yêu cầu hài sau có tiếng gì. À. Về ta nhậu lồng nhà không lời vào đây nhá. Rất đáng tiếc cái thằng Tài. Vâng, mà nắm lên rượu đâu. Đéo có nắm rượu. À. Bây giờ mà quá vội vàng. Mà quay. Vâng, đây là khuôn mặt của anh Dũng, người ăn tất trận. Đây là con mặt của Huy Trung, người đã tất hứa. Người đã hứa tung 100k vào cái gương mặt phát triển bóng đá. Đây là con mặt của nhà vô địch của chúng ta. Vâng, cảm ơn. Quay gì lắm đấy. Hôm nào tổ chức đập đấy nào.